cái ôm anh gì để từng bước thống trị và ưu tiên đạo đức huynh đã lên hàng đầu, luôn đề cao cho cho mỗi thành viên không được phép lạm dụng vì mục đích làm màu. Đội Dragon Mai Chi là chỗ dựa vững chắc, đôi bằng đạn của mình sẽ ngăn khắp Nam Châu, giá trị tương tự thêm một cú rồng đen chờ ngày cho mà anh phải tan rã còn lâu. Trong mọi cuộc chiến luôn đông đủ anh em từ cánh tay phải đâu đến cánh tay trái, đi đến đâu nhiều huynh đệ hoan nghênh thêm vài đường quyền lực cho mấy em khoái. Các thành viên là trung học phổ thông họ còn quá trẻ nhưng hướng đi rộng lớn, cả băng me bill hay Black Dragon từ Tokyo Manji luôn đánh chọn thắng lợi. Thằng nào lao cả đem nó ra bên bên bang, số người quá nhỏ nên nó đen 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 đen, giang hồ các bang gặp nhau là đập đụng tới cho man là nghe len khen. Kẻ thù muốn đỏ nhưng trình chưa tới, đối đầu cho man quen làm sao với, không được hèn nhát bất kỳ đứng trước một ai vì game đấu này đang nắm và làm chủ một cuộc chơi. Lên tiếng ban đầu của băng đảng là một nhóm đi xe đạp từ cấp ba được thành lập bởi sáu người, sẽ về mặt đệm nếu cho man không được chính thì tự hỏi có ban nào dám tự nhận mình lấy 10. Phương châm cho man là tất cả vì một hay một vì tất cả, phải bảo vệ lẫn nhau. Muốn tạo sinh nhật bất ngờ cho Mikey nhưng lại vô tình làm nó chẳng đến đâu, cơ hội nó chỉ đến một lần, kẻ du tu ra để dập tắt đi ngọn lửa. Và cho man ngây thơ hồn nhiên của ngày đó nó đã biến mất mãi không quay về nữa. Cả năm viên đội cùng đồng tâm mà hợp lực đã đưa băng đảng của mình tiến xa hơn theo từng ngày, từ tầng mạnh đến kẻ yếu. Nếu đã chấp nhận cuộc chơi thì chắc chắn người thua cuộc trong mỗi ván sẽ là mày. Nếu muốn được giao huấn của cho mình bằng ngày, người chơi không biết rõ được nguồn gốc luôn xuất xứ, môn đấu phát thì chắc chắn là hàng tàu. Trong các bàn đấu cho mình nắm trong cái tóc, còn nói về tình đoàn kết thì cho mình là hàng đầu. Lúc vừa thành lập là tổ chức tội phạm, tìm ở đa cấp để trỗi dậy lòng tham, mà khi đã ra sức chinh phục và lôi kéo tất cả họ phải quay đầu vì sai trái không được làm. Giờ chưa phải lúc để tụi mày có thể nắm tới mũi khác những cú đá từ vị trí của mày kỳ. Ông vui lì đòn chưa lên tiếng nên nhiều đứa còn thắc mắc và sức mạnh đội chúng ta Kemichi cùng nhau chinh chiến trên khắp các bàn, xây dựng danh tiếng một ngôi sao sáng. Khả năng chống chọi với thế giới của tăng ác đã tạo nên được thương hiệu Tokyo Magic Gang. Nếu đã cùng bước thì phải bước đều, chạm trán me build đến cái dám khều. Dragon lên gối sẽ thương là mắt, ba gì bay tới nhìn như The Flash. Chỉ vô du mạnh mẽ nghe vào công lý, ta Kemichi nhân vật huyền bí. Ba chinh là cụ đội chúng đội ba, Kaiju tô ra không phải dạng khác. Có Mitsuya cho nên điềm đạm, không chơi theo lối của tên tội phạm. Mikey dần dắt lên tầm cao mới, cho anh nắm trọn quy luật cuộc chơi. Những trận chiến đau thương là bằng tổn thất, máu cũng đã đổ anh em đã mất, không chịu khuất phục cho bất kỳ ai, đồng hành cùng nhau hơn chứ lợi hại. Một chú chim nhỏ cho ta mùa xuân, ghi nhớ đoàn kết là trong ngôn sống, côn đồ hiểm ác ở khắp mọi nơi, Tokyo Manji dâng cho hàng nóng.